Chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn cái cách để mình kết nối một cái ống phi 90 với một ống phi 60 và không phải đục cái nền này lên nha các bạn. Mình nói ví dụ đây là một cái sàn bê tông, thì để mà mình kết nối được cái ống này vô đó thì mình sẽ dùng một cái nối phi 90 ra 60, và để kết nối cái này vô đó các bạn thì mình sẽ dùng búa đục và mình đục lủng hết tất cả những cái bê tông ở xung quanh này đi. Và sau đó đó mình lại xuống tầng dưới đó các bạn, và mình cắt bớt cái ống ở bên dưới đi, sao cho khi lắp cái nối này vô á thì cái miệng á nó bằng với cái ống này. Và sau đó đó mình phải chống thấm lại xung quanh cái sàn bê tông này hết các bạn. Ví dụ như ở trong đây là nhà tắm đi ha, thì như vậy đó các bạn, nó rất là mất công. Và bây giờ mình sẽ có một cách làm rất là tuyệt vời các bạn, và bảo đảm các bạn cứng vô cùng cứng luôn, không bao giờ bị xì nước. Và cái đến đó các bạn cắt cho mình ba cái đoạn ống nước, mỗi đoạn dài khoảng 8 đến 10 cm ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Rồi sau khi mình cắt ống này xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình lận cái ống này nó vô như vậy ha. Và bây giờ mình sẽ cho nó vào bên trong này, và mình sẽ làm dấu tại đây. Và lúc này á mình sẽ kẽ nó các bạn, và mình sẽ cắt bỏ cái đường này đi ha. Rồi sau khi cắt xong rồi đó các bạn, thì mình cho cái ống thứ nhất này lồng vô cái ống 90 bên dưới này ha. Và kế tiếp á mình sẽ dùng cái ống thứ hai, mình cho vô cái ống thứ nhất này, và lúc này mình sẽ lấy dấu nó các bạn, và mình cắt giống như cái thứ nhất thôi. Rồi những cái chỗ này đó các bạn, nó hơi hở một chút xíu, cũng kệ nó, không có ăn thua gì hết các bạn ha. Và bây giờ mình bắt đầu mình sẽ dán từng cống này vô. Rồi bây giờ mình sẽ dán cống đầu tiên này vô trong này các bạn. Thì cái ống này á mình dán sâu xuống dưới á, so với cái mặt này đó các bạn là khoảng 4 cm ha. Rồi sau khi cái ống thứ nhất này đó các bạn, mà nó cứng rồi đó, thì bây giờ mình sẽ dán cái ống thứ hai vô. Và cái ống thứ hai nó cách cái ống thứ nhất khoảng 1 đến 1,5 cm ha. Và tiếp theo đó các bạn, mình dán cái miếng thứ ba này, nó cách cái mặt này khoảng 1 cm ha. Và cuối cùng đó các bạn, mình sẽ dán cái nối này vô ha. Rồi khi dán cái nối này đó các bạn, mình cho nó bằng cái bề mặt của cái ống 90 này. Thì chỗ này các bạn thấy nó cũng còn hơi rộng một chút. Và bây giờ đó, mình sẽ cho cái bột baking soda này vô các bạn, vô những cái khe này. Và lúc này đó các bạn, mình dùng cái keo dán sắt á, và mình nhỏ nó vô đây ha. Và tiếp tục á, mình sẽ cho tiếp cho nó đầy lên các bạn. Rồi tiếp theo á, mình cứ nhỏ keo dán sắt này vô các bạn, nhỏ cho nó no nước luôn các bạn nha, để cho nó tăng cái độ bám cứng.
Và sau khi cái keo dán sắt với lại cái baking soda này đó mà đã khô rồi đó các bạn, thì các bạn thấy nó rất là tuyệt vời các bạn, nó rất là cứng ha. Cái việc cuối cùng của mình á là mình thoa keo và mình dán cái ống này vô thôi các bạn, rất ok các bạn. Thì làm theo cái cách này đó các bạn thì mình thấy nó cũng rất là tiện lợi. Thì cái này á, mình có thể mình áp dụng đối với khi mà mình nối cái ống nước lớn sang cái ống nước nhỏ và mình không phải đục sàn, không phải chống thấm, hoặc là khi mình lắp những cái siphon vô những cái đường ống phi 90 này đó các bạn, thì mình làm theo cái cách này cũng rất là đạt. Rồi, mình dừng video tại đây. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.